Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện gì cũng biết và hãy cùng chúng mình cập nhật những tin tức nổi bật có trong ngày. Gia đình miền Tây gần 20 năm gói bánh tét nhân chuối Gần 20 năm nay, một gia đình làm nghề gói bánh tét ở miền Tây làm việc không nghỉ Tết, họ nói việc này không hẳn, vì thu nhập, mà, để phục vụ bà con, khách hàng thân thiết. Vợ chồng ông Nguyễn Đình Liêm phường 4 Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long có gần 20 năm gắn bó với nghề làm bánh tét. Vào dịp Tết Nguyên đán, Nhu cầu người dân mua bánh tét tăng cao, vợ chồng ông phải làm việc hầu như không nghỉ ngày nào. Ông Liêm vui vẻ chia sẻ, rằng gần 20 năm làm nghề, thì cũng gần ấy năm, gia đình ông không nghỉ ngơi chơi Tết. Dịp Tết nguyên đán 2020 này, gia đình ông, đã, và, đang nhận gói hàng trăm chiếc người miền Tây còn gọi là đòn bánh tét. Công việc cứ nối tiếp nhau, cao điểm nhất từ ngày 28 tháng chạp 28 Tết đến hết mùng 3 Tết. Dịp Tết, bánh Tết nhân chuối, được nhiều khách hàng ưa chuộng, đặt mua. Đây cũng là loại nhân bánh tét phổ biến nhất ở miền Tây. Đây là loại bánh dân gian đặc trưng, được người dân miền Tây ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán. Loại bánh này từ lâu, đã trở thành một biểu tượng văn hóa ẩm thực. Ông Liêm không luộc bánh tét như nhiều người hay làm. Thay, vào đó, ông chọn cách hấp cách thủy bánh tét trong nồi nhôm lớn, đậy kín nắp. Ông cho, rằng với cách này, bánh tét chín, vẫn giữ, được vị ngon ngọt đặc trưng của nếp, và nhân bánh vì hấp cách thủy nên nguồn lửa bếp cần được duy trì liên tục để giữ nhiệt độ cao ông liêm dùng chất đốt là củi khô thay vì than đá hoặc một số loại khác củi khi cháy có nhiệt độ khá cao phù hợp để hấp bánh lại dễ tìm và khá tiết kiệm mặt khác đốt bếp bằng củi rồi nấu bánh tét là cách làm quen thuộc từ rất lâu ở miền tây nên ông vẫn muốn giữ nét đặc trưng này vợ chồng ông hiện sống với người con trai út vì không thuê thêm người làm, nên cả hai phải làm việc suốt cả ngày lẫn đêm, làm mãi thành quen, ít mệt mỏi, và cũng không cảm thấy chán ngắn, ông chia sẻ. Bà nhịn vợ ông Liêm cũng gần 20 năm cùng chồng làm nghề. Nói về việc làm xuyên suốt quanh năm, lại không nghỉ Tết, bà Lý giải gia đình không phải cố công làm. Để tăng thu nhập trong dịp Tết mà nặng tính phục vụ bà con, khách hàng thân thiết. Hãy bình luận phía dưới, để thể hiện sự tự do ngôn luận nhé.